Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày bài viết công trình công bố và tham luận về lực lượng vũ trang nhân dân, quan điểm xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ. Các văn kiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và thực tiễn tình hình học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong công an nhân dân. Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa bền vững của việc đẩy mạnh học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng công an nhân dân. Đánh giá kết quả 75 năm thực hiện phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, chỉ ra những hạn chế thiếu sót để có biện pháp khắc phục. Đồng thời, tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đã đạt được, tiếp tục giáo dục động viên cán bộ chiến sĩ thi đua học tập thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.